Đã nói với anh em bao lần rồi, cái nhu cầu giải trí ở công ty nó chỉ nằm ở một cái mức độ nào đó thôi. Sau giờ làm anh em có thể đi karaoke mà. Đi karaoke bây giờ còn mở đâu. Và bởi vậy nên để kết hợp với các chuyến đi chơi thì rõ ràng là một cái loa có thể tích hợp luôn khả năng hát karaoke và kèm theo khả năng kéo, di chuyển cho các bạn đi được tốt. Thì đây là một cái loa đến từ Sony mang tên là SRSXV800. Một cái loại loa mà mình nghĩ bất cứ tập thể hay là công ty nào cũng có thể nên sử dụng qua. Các bạn còn nhớ buổi offline hôm trước mình làm ở Hà Nội cùng với anh em Sony Fans Việt Nam không? Đây chính là cái loa mà bọn mình đã sử dụng để phát thanh cho anh em. Bởi vì đơn giản là nó kết hợp được cả Bluetooth, nó kết hợp được cả cắm dây và đặc biệt là nó hỗ trợ cả mic luôn. Nó sẽ có hai cái tay sách ở trước và sau. Tay sách ở phía trước thì đa phần là sẽ giúp cho các bạn có thể bê đi bê lại dễ dàng. Còn tay sách ở phía sau thì đa phần sẽ giúp cho các bạn có thể kéo đi kéo lại một cách tốt hơn. Bởi vì nó sẽ có hai bánh xe ở phía sau. Nên là khi các bạn nghiêng chiếc loa đi, các bạn kéo đi kéo lại thì nó hoàn toàn có thể đỡ được cho cái việc là các bạn có thể bê vác nặng. Mình tính nhẩm ra thì cái loa này nó chỉ nhẹ hơn thằng Thành Thật Thà một tí thôi. Cái loa này nó cao khoảng 1, 2, 3, khoảng 3 gang tay rưỡi của mình, loanh quanh là khoảng hơn 70cm. Thì đây là một cái kích cỡ vừa phải. Và nếu như trải nghiệm thực tế thì nó hoàn toàn có thể bỏ được vào thoải mái. Và cái công suất của nó có thể phát được trong một cái hội trường với cái kích cỡ là khoảng 200 người. Chúng ta sẽ có bao gồm tổng cộng là 2, 4, 5 loa và hai cái loa hỗ trợ bass ở phía sau. Toàn bộ chiếc loa này thì đều được phủ màu đen và kể cả trước hay sau thì nó đều được làm những cái họa tiết carbon nhìn rất là bắt mắt. Mà dù phía trước thì chúng ta sẽ có màng loa này hoàn toàn được làm bằng kim loại. Mặt sau chúng ta cũng sẽ được làm bằng nhựa mà thôi, nhưng mà nó vẫn sẽ được điểm những cái chi tiết giống như một cái màng loa. Con loa này nó không thiên thực sự về giải led đâu. Đa phần chúng ta chỉ có hai giải led ở phần trên, phần dưới chứ nó không chạy dọc theo cái phần loa của chúng ta. Ở phía trên thì chúng ta có một cái bảng điều khiển toàn bộ là được làm bằng cảm ứng. Chỉ có riêng duy nhất một nút nguồn là khi các bạn dí vào là nó mở lên và các bạn bấm một lần là nó sẽ tắt đi. Cá nhân mình nghĩ thì Sony nên thay đổi cái phương thức bật tắt này, bởi vì đôi khi mình ngồi đè lên cái loa này thì nó sẽ tự động tắt luôn, bởi vì cái cơ chế tắt của nó là chỉ bấm một lần mà thôi, trong khi nó nên là một cái cơ chế dí vào để tắt đi, để chẳng may các bạn có đè lên thì nó không ngắt giữa hội trường ấy. Chúng ta sẽ có kết nối Bluetooth này, kết nối cổng đầu vào này, kết nối cổng USB này, hay chúng ta sẽ có một cái nút để các bạn có thể thay thế đèn luôn. Thì thực tế đây là một con loa nó thiên về cái công năng hơn thay vì cái việc là làm đẹp. Vậy nên là cái giải led của chúng ta có thể thay đổi được trên đây, nhưng nó sẽ chỉ, như mình nhắc lại là nó chỉ là một cái giải led nhẹ nhàng mà thôi. Ở phía sau chúng ta thì đa phần là những cổng kết nối, bao gồm là cổng USB này, cổng audio in này, cổng optical in này, hai cổng mic này. Nếu như các bạn kết nối karaoke vào đây, chúng ta cũng sẽ có khả năng nâng tông và hạ tông cho những cái phiên bản karaoke, những cái bài hát của chúng ta. Ngày xưa chúng ta hát karaoke ở những cái con loa nó rẻ tiền hơn một chút ấy, thì các bạn sẽ bắt buộc phải lựa chọn những cái phiên bản hạ tông chẳng hạn. Ví dụ như quãng giọng của bạn hơi thấp một chút thì các bạn lựa chọn những cái phiên bản có sẵn của ca sĩ, các bạn không thể nào hát cao được thì các bạn sẽ phải lựa chọn những phiên bản hạ tông có sẵn ở trên YouTube. Thì ở đây các bạn chỉ cần lựa chọn phiên bản gốc thôi, sau đó là các bạn bấm cái nút tăng hạ tông là nó hoàn toàn có thể phù hợp với cả cái quãng giọng của các bạn. Với một con loa thế này thì rõ ràng là nó phải đáp ứng được những cái vấn đề liên quan đến thời tiết và môi trường đúng không? Chắc chắn là nó sẽ được trang bị IPX4. Nghĩa là các bạn có thể mang đến bể bơi này, nếu như mà có ai nhảy một phát xuống nước thì nó có thể tránh được hiện tượng là bị nước bắn vào, hoặc là nếu như mà trời mưa nhẹ nhẹ, đặc biệt là cái mùa mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh như này thì nó hoàn toàn có thể tránh được hiện tượng là bị sợ nước. Nhiều con loa là dính nước là coi như toang luôn. Mình cũng đã có test cái con loa này thì nó hoàn toàn có thể rơi vào khoảng 25 tiếng sử dụng, có nghĩa là các bạn có thể mở nhạc nguyên một ngày với một cái âm lượng vừa phải là khoảng 50-70%. Còn nếu như mà các bạn chỉ gọi là nghe vui vẻ hoặc là tổ chức sự kiện ở trong một khoảng thời gian nhất định thì mỗi ngày các bạn tổ chức là đâu đó khoảng 3-4 tiếng là cũng là gọi là chóe rồi, thì các bạn có thể sử dụng nó liên tiếp trong 3 ngày. Đây là con loa hoàn toàn được chạy bằng pin. Còn nếu như mà trong trường hợp nó bị hết pin thì nó vẫn sẽ có một cái dây nồi cơm điện để các bạn có thể tiếp cho nó một cái nguồn năng lượng, và nó có thể chạy liên tục đến một cái thời gian vô hạn luôn, đến khi nào mà cái chỗ các bạn hết pin, hết điện, mất điện, hoặc là con loa này đến lúc dùng hỏng luôn thì nó mới hết pin. Một khi nói đến loa, chúng ta nói về Sony thì khả năng làm âm của họ thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa rồi. Thứ nhất là cái loa SRSXV800 này nó được trang bị một cụm 7 loa chia đều theo hai hướng trước và sau. Nó sẽ có một công nghệ mang tên là X-Balance để giúp cho những cái giải âm của bạn được hoàn thiện một cách tốt hơn. Trong 7 cái loa này thì sẽ bao gồm 5 loa tweeter nhỏ, và Sony cũng mang vào đây một cái công nghệ âm thanh đó là TV Sound Booster.
Có nghĩa là các bạn không chỉ có thể sử dụng con loa này để phát trong hội trường, để hát karaoke, mà nó còn có thể kết nối được với TV để cái khả năng giải trí tại nhà các bạn được tốt hơn. Vậy thì cái màng loa X-Balance của Sony thì nó có cái điểm gì đặc biệt so với những cái màng loa khác? Màng loa X-Balance này thì nó sẽ giúp cho âm thanh trong hơn, rõ hơn dù bất cứ âm lượng nào. Và các vị trí đặt loa cũng được khéo léo bố trí trên khắp thân loa để đem đến cảm giác âm thanh nó trải nghiệm tràn ngập trong căn phòng của bạn. Vậy thì cái loa này nó là một cái loa thiên bass hay là một cái loa thiên về treble, mid? Để mình nói cho bạn xem này. Nếu các bạn đã quen sử dụng những cái dòng loa đến Sony thì chúng ta có một cái công nghệ là extra bass đúng không? Thì ở đây con loa này nó cũng sẽ được hỗ trợ tương tự như vậy. Nó sẽ rất phù hợp với cái việc là các bạn nghe nhạc sôi động, các nhịp bass sẽ cảm nhận được rõ ràng, nó sẽ thiên nhiều về lượng cũng như là có độ sâu khá tốt và không bị kéo đuôi. Cái điểm đặc biệt đấy, một cái loa thiên bass thế này nó thiên nhiều về lượng nhưng mà cái chất lượng của cái lượng này nó rất là tốt chứ nó không bị rườm rà. Và ngay ở trong phần bảng điều khiển thì chúng ta có chế độ là mega bass cho các bạn để chúng ta có thể đẩy cái âm trầm lên cao hơn nữa, đánh cái bass với lượng nhiều và sâu hơn. Vậy nếu các bạn sử dụng cái loa này để nghe nhạc với những cái âm vocal thì nó có hợp lý hay không? Thực chất thì con loa này nó vẫn là một con loa thiên bass, vậy nên là những cái giải mid và giải treble sẽ được đẩy lùi về phía sau một chút để nhường chỗ cho giải bass. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là giải mid và giải treble trên con loa này nó quá tệ. Bởi vì theo như mình trải nghiệm ấy thì cái tiếng vocal dù là nam hay là nữ thì vẫn sẽ có một độ trầm ấm nhất định. Nếu bạn nào thiên về vocal thì con này tất nhiên là sẽ không quá hợp lý. Chốt lại là con loa này nó vẫn là một con loa nó thiên về những trải nghiệm bass và để quẩy thì nhiều hơn. Chất âm của con loa này thì có thiên hướng là S-shape một chút. Thế nên là những cái âm cao sẽ được tinh chỉnh khá ổn. Với những bài nhạc có nhiều nhạc cụ như là tiếng guitar hay tiếng hiss thì nó được tái hiện rất tròn trịa và không hiện tượng là bị roll off sớm. Âm trường con loa này thì mình cảm thấy là nó vẫn khá là rộng, nhưng mà mình cảm thấy vẫn khá bất ngờ với con loa này. Có thể là Sony đã đặt và bố trí những cái loa này ở vị trí khá hợp lý, nên nếu các bạn bỏ vào những căn phòng nhất định, ví dụ như nhà mình khoảng 70m này, thì những cái âm thanh nó vẫn có thể tràn nhập trong căn phòng của bạn. Âm thanh của cái loa này cũng có thể tinh chỉnh qua Music Center của Sony một cách dễ dàng. Các bạn có thể tinh chỉnh EQ sao cho chất âm nó vừa ý muốn của mình. Ok, vậy thì quay trở lại cái giấc mơ trở thành ca sĩ của tôi. Thì với cái loa này thì các bạn có thể trở thành ca sĩ được không? Như mình nói ở ban đầu ấy thì trở thành ca sĩ hay không thì nó còn phải phụ thuộc vào một phần ở cái khả năng thể hiện của cái loa này. Và nó còn phải phụ thuộc một phần vào cái mic mà các bạn thu vào. Cái bộ mic mình đang sử dụng là cái bộ mic Guinness. Và các bạn nhớ rằng trong thời điểm này, nếu các bạn mua loa thì sẽ được tặng kèm thêm một bộ micro giá 1,5 triệu. Thì cá nhân mình đánh giá đây là một bộ mic nó di động và nó khá là đẹp thôi. Chứ còn thực chất cái chất âm đi vào đây được đổ ra khỏi cái loa Sony này thì nó nằm ở một cái mức cơ bản nhẹ nhàng. Vậy nên là nếu như các bạn muốn hát karaoke ấy, thì tốt nhất là các bạn vẫn nên lựa chọn một cái bộ mic nó thật sự là tốt. Tuy nhiên trong nội hàm cái việc là các bạn không lựa chọn mic nha, các bạn cứ coi như là chúng ta có một cái mic thật sự đủ tốt rồi. Thì cái loa Sony này nó có thể làm được những gì? Như mình nói phía trên là nó có thể tăng giảm cái tông của một cái bài hát. Các bạn có thể tăng tông, hạ tông sao cho phù hợp với giọng hát của mình thông qua hai cái nút ở phía sau. Kèm theo cái nút phía sau thì đôi khi trong quá trình các bạn hát karaoke ấy, thì chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn, đó là echo. Cái nút echo này thì sẽ giúp cho cái tiếng vang của bạn được làm tốt hơn và cái khả năng hát karaoke của bạn cũng sẽ được làm tốt hơn. Nó sẽ nịnh giọng hơn và khi các bạn hát qua đây thì chúng ta tự nhiên trở thành ca sĩ luôn là điều đương nhiên rồi. Đặc biệt là cái loa này nó hoàn toàn thể hỗ trợ thêm một cái đường guitar nữa. Và con loa Sony này thì nó có một cái tính năng rất là hay, đó là double tracking. Nghĩa là cái tính năng này nó sẽ nhân đôi giọng hát của người hát lên, sau đó phát lại với độ trễ thấp để mang đến một cái giọng dày hơn, trầm hơn, ấm hơn so với ban đầu. Và người hát thì hát vào đây thì cảm thấy đỡ ngại và người nghe thì cũng thấy hay hơn nữa. Đây là một con loa cực kỳ phù hợp dành cho các công ty đoàn thể và với những hộ gia đình nhỏ nhỏ mà không có những cái bộ karaoke cực kỳ đỉnh cao nha. Bởi vì đơn giản này, cá nhân mình là người đi thuê nhà. Nếu như mình mua nhà rồi thì mình hoàn toàn có thể thoải mái gọi là lắp loa này loa kia ở trong phòng để mình có thể có một cái dàn karaoke nó thật sự là xịn. Tuy nhiên đây là một cái giải pháp nó hơi portable một chút, có nghĩa là các bạn có thể mang từ nhà này sang nhà kia, không cần quá quan tâm đến cái việc là chúng ta phải vít loa hoặc là khoan loa đục tường. Nếu buổi tối mà ai có nhu cầu hát karaoke thì đây cũng sẽ là một lựa chọn cực kỳ tốt luôn. Các bạn không cần thiết phải có quá là nhiều những cái TV hay là màn chiếu gì cả. Bởi vì ở trên đây chúng ta cũng sẽ có một cái khay để các bạn có thể để cái điện thoại lên. Các bạn mở qua một cái bài hát ở trên đây mà có karaoke, chúng ta ngồi trước đối diện là chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ để hát karaoke theo rồi. Đây là một con loa thiên quẩy,
Kinbase với cái ưu thế là khá là nhỏ gọn, có 3 tay xách, có bánh xe phía sau và các bạn hoàn toàn thể xách bằng một người, thì đây vẫn là một lựa chọn rất uy tín dành cho anh em sinh viên hoặc là con này phết.